Rồi ạ. Mọi người ơi, hôm nay mình có một buổi học về employee benefit. À, tại sao mà mình lại muốn giới thiệu về employee benefit ạ? Bởi vì là trong lúc mà mình làm tài chính, làm kế toán, cũng như là bình thường mình cũng hay tự nghĩ là cái này thì có chuẩn mực nào hướng dẫn hay không. Ví dụ như là ngay cả một cái câu chuyện rất thông thường mà mình cũng đã từng kể với mọi người, đấy là hạch toán về chi phí lương chẳng hạn ấy, thì mình cũng nghĩ rằng là không biết là có chuẩn mực nào quy định, là như ở Việt Nam có chuẩn mực nào để quy định là lương thì bắt buộc phải qua 334 rồi mới được thanh toán hay không, hay là như bình thường chúng ta hạch toán các cái chi phí. Nếu bạn này nói về đầu chi phí nhá, thì mình hoàn toàn có thể được hạch toán, là mình hoàn toàn có thể có cái lựa chọn là chúng ta sẽ hạch toán là nợ nợ chi phí đúng không ạ, đấy sau đấy thì có luôn tiền đúng không ạ, ví dụ như có 112 chẳng hạn. Thế nhưng mà riêng lương thì đã có lần mình đã gặp cái tình huống là nếu mà ghi là nợ chi phí lương 621, 622 gì đó thì đó, mà có thẳng 112 thì lại bị coi là hạch toán sai. Và lý do lúc đấy mình được nghe thì cũng hơi buồn cười, đấy là vì cái bút toán này, cái nghiệp vụ này đã được ghi hướng dẫn ở trong quyết định 15 thì phải follow. Thế nhưng mà sau đó thì mình cũng đi tìm, thì ở Việt Nam Ở mình kia không chưa chi có đấy. cái chuẩn mực nào. Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Đó, thì mình sau khi mà mình đi tìm thì mình thấy là chúng ta không có chuẩn mực về phúc lợi cho người lao động. Thế nhưng mà trong lúc mà làm thì chúng ta lại gặp rất nhiều các vấn đề có liên quan đến người lao động, và chuẩn mực quốc tế thì lại có. Cho nên nếu như mà để đón đầu là sắp tới chúng ta áp dụng IFRS để hạch toán, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là ở IFRS chúng ta có ba cái chuẩn mực liên quan đến employee benefit. Chuẩn mực thứ nhất là IAS 19, tên là employee benefit, là phúc lợi dành cho người lao động. IAS 26 là retirement benefit plans, là các cái quỹ mà dành cho việc nghỉ hưu ấy. Và IFRS số 2 là share based payment. Ba cái chuẩn mực này nếu mà nói là nó có liên quan đến nhau hay không thì nó có một cái keyword duy nhất, đấy là liên quan đến người lao động, nhưng mà nó hoàn toàn là không liên quan đến nhau, nó hướng dẫn các vấn đề khác nhau. Cái vấn đề mà nằm ở trong IS 19 là vấn đề liên quan đến các cái phúc lợi chi trả cho người lao động, một chút liên quan là share based payment, đấy là nếu như những cái phúc lợi đấy được thể hiện dưới dạng cổ phần, cổ phiếu, hoặc là có liên quan đến cổ phần, cổ phiếu thì nó sẽ chịu cái hướng dẫn ở IFRS số 2 là share based payment. Còn IAS 26 thì hoàn toàn là không liên quan gì đến hai cái chuẩn mực kia, bởi vì khi mà chúng ta có một cái quỹ để chi trả cái phần lương hưu cho người lao động của công ty mình thì chúng ta phải quản lý cái quỹ đấy thế nào, chúng ta hạch toán cái quỹ đấy ra sao thì nó là retirement benefit plan. Tại sao chúng ta lại có riêng một cái chuẩn mực IAS 26? Thì các bạn hình dung rằng là nếu có thì nó sẽ là cái chuẩn mực hướng dẫn, như là chuẩn hướng dẫn cho quỹ bảo hiểm xã hội của mình ạ. Tại sao lại có cái câu chuyện như vậy? Bởi vì là mọi người có biết là trong cái lúc mà chúng ta đóng bảo hiểm xã hội ạ, thì chắc là cũng có những lúc nếu mà là người kế toán mà hàng tháng phải trích tiền để đóng bảo hiểm xã hội, thì chắc là có những lúc chúng ta thoáng chợt là có một cái ý nghĩ, đấy là không biết là đóng tiền được cái ông bảo hiểm xã hội này thì ông làm gì với cái tiền của mình đúng không ạ? Giá mà để lại công ty tôi mà để tôi tự kinh doanh thì có lẽ là có lãi hơn. Mình thì tháng nào cũng gặp cái suy nghĩ đấy trong đầu, và cũng chia sẻ với mọi người là những cái mình nhớ là năm 2008 là đầu tiên ra cái sửa đổi luật bảo hiểm xã hội, thì lúc đấy bọn mình đi tập huấn, đi tham dự các hội thảo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội rất là nhiều, chỉ để một điều để chất vấn là cho đến khi nào thì ở Việt Nam chúng tôi cũng có một cái quyền để tạo ra một cái quỹ mà chúng tôi tự trích lương từ người lao động, mà chúng tôi tự kinh doanh, chúng tôi tự đưa ra cái retirement benefit plan cho người lao động. Và mình vẫn còn nhớ là hồi đấy khi mà bọn mình đứng lên chất vấn như vậy ạ, thì có ông thứ trưởng trả lời là không bao giờ có cái điều đấy. Tại vì là thứ nhất là bảo hiểm xã hội, nghĩa là ông đấy mắng mình luôn ấy, khi mà mình cầm bích rồi mình hỏi như vậy, thì ông ấy bảo mình là cái chị này chị hỏi như thế nghĩa là chị chỉ là nghĩ đến cho mình thôi, không nghĩ đến cho những cái người khác trong xã hội này, những cái người mà người ta cũng đi làm sau đấy thì hưởng lương hưu, nghĩa là mọi người phải đóng tiền, ngày hôm nay phải đóng tiền để trả lương hưu cho những người đã nghỉ rồi, chứ còn nếu mà nói như chị này thì chỉ nghĩ đến những cái người hôm nay đi làm thôi. Mình thì với nguyên tắc là matching đúng không ạ, nên mình nghĩ rằng là ủa vậy hôm nay tôi đóng tiền thì tôi chỉ nghĩ cho những người đóng tiền đấy chứ sao tôi lại phải nghĩ cho những người không đóng tiền. Nói như thế không phải là vì quỹ bảo hiểm của mình có hiệu quả hay không thì chúng ta cũng khó nói,
Nhưng mà thực tế thì ở các nước thì họ đã tồn tại song song cả hai cái hình thức này, và đấy là lý do vì sao chúng ta có chuẩn mực này. Và như bọn mình thì khi mà học các chuẩn mực này, cũng như là khi nghiên cứu các cái tình huống, các cái article, các cái bài báo phân tích về việc là tình huống nào thì áp dụng chuẩn mực nào, thì mình mới nhìn thấy rằng là ở các nước khác có rất là nhiều những cái lựa chọn ấy, về bảo hiểm xã hội chúng ta chưa có. Và vì chúng ta chưa có cho nên là rồi cũng sẽ có thôi. Thế mình tin là cái chuẩn mực này rồi cũng sẽ sớm được ban hành ở Việt Nam. Tuy nhiên đến giờ này, đến năm nay, năm ngoái, năm nay thì mình cũng nhìn thấy là cũng chả phải chỉ có vài năm nay đâu ạ, mà đặc biệt là những cái năm gần đây càng khó khăn thì chúng ta càng nhìn thấy cái share-based payment càng nhiều. Khoảng độ 5-7 năm trước thì bắt đầu các tập đoàn lớn bắt đầu làm ESOP. Mọi người biết cái từ này không ạ? ESOP nghĩa là chia cổ phần, cổ phiếu thưởng cho người lao động, đúng không ạ? Quyền mua ấy ạ. Thế nhưng mà hạch toán như thế nào thì là cả một cái dấu chấm hỏi rất lớn, và kế toán thì hầu như rất là lúng túng trong cái việc phát hành cũng như là hạch toán cái ESOP này cho người lao động, và cũng mới chỉ dừng lại ở phần là hạch toán cái gì đã diễn ra, nghĩa là sau khi nó diễn ra thôi, chứ không phải là chúng ta hạch toán trước được. Và đấy là lý do mà ESOP ở Việt Nam mình cũng bị giới hạn, đấy là chúng ta chỉ phát hành quyền mua cổ phiếu thưởng này cho những cái người lao động đang hiện hữu thôi. Chúng ta cũng không đưa ra được một cái lời hứa là nếu mà anh chị làm việc với chúng tôi bao nhiêu năm thì anh chị sẽ được cái quyền này. Và chúng ta kế toán chúng ta cũng chỉ hạch toán khi mà cái quyền này nó đủ điều kiện và được thực hiện, chứ chúng ta cũng không accrue được. Mặc dù đó rõ ràng, nếu mà xét về định nghĩa nhá, rõ ràng là tại thời điểm tôi hứa thì tôi đã phát sinh cái nghĩa vụ rồi. Ví dụ như là bây giờ tôi hứa với cả các anh chị là nếu các anh chị làm việc với tôi 2 năm thì tôi sẽ cho tặng 1.000 cổ phần của công ty, mà bây giờ giá cổ phiếu của chúng ta đang ở trên thị trường đang là 100.000 rồi, thì mọi người sẽ thấy rằng là vẫn ăn lương bình thường, lúc đấy tự nhiên có thêm 1.000 2.000 gì đấy đúng không, thì cũng vui. Đấy là nếu mà chỉ làm 2 năm thôi, nhưng nếu mà anh chị làm 5 năm thì không phải là 1.000 đâu, là 10.000. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có động cơ để cho người lao động ở lại đúng không ạ, và làm việc gắn bó với công ty. Thế nhưng kế toán hạch toán thế nào ạ? Chắc chắn là nếu như hôm nay tôi đưa ra một cái offer như vậy thì kế toán sẽ bảo là ồ đấy là chuyện của 2 năm nữa hay là chuyện của 5 năm nữa, khi nào đến thời điểm đấy thì tôi hãy tính, đúng không? Chúng ta có bao giờ chúng ta tính thử xem là nếu như mà cái lời hứa đấy chúng ta tính nó vào báo cáo tài chính như là một cái commitment, vì mình học không nào, mình học provision rồi đúng không, và nó là contingent thì rõ ràng ở đây là khả năng xảy ra là cao đúng không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta lại không ghi nhận đấy là một cái liability đó? Thì từ cái việc đó chúng ta mới nhìn thấy rằng là bởi vì hóa ra là chúng ta không trả lời được những câu hỏi đó, thì chúng ta chưa biết là có những cái chuẩn mực liên quan đến employee benefit. Vừa nãy trong lúc mọi người chưa vào được thì mình đã kịp để phân tích với cả một các bạn, bây giờ mình sẽ nói lại. Đấy là practically nhá, chúng ta nói với nhau về phúc lợi thì chúng ta thấy rằng là có những cái loại phúc lợi cho người lao động như thế nào. Thứ nhất là mọi người đi làm, chúng mình đi làm, chúng mình nhận lương đúng không ạ, chúng mình nhận một số các cái benefit in kind, xe đưa đón, hỗ trợ nhà ở, tiền học cho con, phí công tác vân vân đúng không ạ? Thì cái này chúng ta đều gặp rồi. Chúng ta thỉnh thoảng trong này có lẽ khoảng độ 20 anh chị em thì mình cũng sẽ có khoảng độ 5-7 người là có cái offer là mua cổ phần của công ty đúng không ạ, như mình vừa mới trao đổi. Còn lại thì bởi vì chắc là chúng ta cũng chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng mình cũng biết là nếu mà mình có đóng bảo hiểm xã hội thì chắc chắn là mình có lương hưu đúng không ạ? Đấy là những cái phúc lợi mà đương nhiên ai cũng có. Vậy thì chuẩn mực 19 sẽ hướng dẫn chúng ta hạch toán các cái phúc lợi này. Đầu tiên bằng cách là họ đưa ra cái khái niệm thế nào được gọi là phúc lợi, và họ tách ra. Thứ nhất là họ tách ra thành 4 loại phúc lợi. Một loại đầu tiên được gọi là short term benefit. Short term benefit được hiểu là những cái phúc lợi mà sẽ được kỳ vọng là sẽ trả hết trong vòng 12 tháng, và đối tượng nhận là người làm công ở thời điểm hiện tại. Như vậy chúng ta biết là nếu mà chúng ta có cái đối tượng là người làm công ở thời điểm hiện tại thì chúng ta biết là giống như là lương thôi đúng không, thì hạch toán sẽ là hạch toán vào nợ chi phí liên quan mà có phải trả người lao động đấy ạ. Thế còn ở một loại phúc lợi nữa đấy là phúc lợi termination benefit. Ở các nước người ta có cái termination benefit này, lý do là trong trường hợp mà mất việc, người lao động mất việc ấy, thì người ta sẽ đền bù để kết thúc hợp đồng. Ở mình ấy, thì trong luật lao động, luật bảo hiểm xã hội ngày xưa thì mình có một cái đấy là trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thất nghiệp. Bằng cách là chúng ta sẽ chi trả nửa tháng lương, nếu mà trợ cấp mất việc làm thì là 1 tháng lương cho 1 năm làm việc, còn nếu như mà trợ cấp thất nghiệp thì sẽ là trợ cấp thôi việc thì sẽ là nửa tháng lương đấy ạ.
thì có hai cái mốc như vậy. Nhưng mà sau đó từ 2008 thì chúng ta không còn cái đó nữa. Lý do vì sao? Vì chúng ta đã có quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Và khi chúng ta có bảo hiểm thất nghiệp và đóng hàng tháng ấy, thì cái việc mà trả cái termination benefit này thuộc về quỹ bảo hiểm thất nghiệp rồi. Đúng không ạ? Nghĩa là người công ty không phải lo cái việc termination benefit này. Đó. Nhưng mà ở các nước thì người ta vẫn có, cho nên người ta đã đưa cái này vào S19. Một cái loại nữa đấy là các cái other long term benefit, là những cái chế độ nghỉ hưu hoặc là hưởng lương mà nghỉ hưu có hưởng lương, có nghĩa là với người lao động ngày hôm nay ở công ty và gắn bó công ty, như và sau đó kể cả họ nghỉ hưu rồi họ vẫn được hưởng lương. Thế thì hai cái này thì chúng ta nghe thì có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng mà biết đâu đấy, bởi vì nhân sự thì người ta phải tìm mọi cái cách để giữ chân người lao động, hoặc là award thưởng 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 cho người lao động với những cái cống hiến của họ. Vậy thì cũng có thể công ty sẽ nghĩ ra như thế này, đúng không ạ? Và trong thực tế thì đã có rồi. Ví dụ mọi người cứ thấy rằng là người lao động mà nghỉ việc thì chúng ta cũng không đến nỗi là kệ họ để đi họ lĩnh cái bảo hiểm thất nghiệp đâu. Cũng có rất nhiều công ty là tại cái thời điểm mà họ nghỉ việc, và đặc biệt là nghỉ việc do yếu tố khách quan hoặc do công ty yêu cầu, thì thông thường là công ty cũng có một cái termination benefit, ví dụ như là 2 tháng lương chẳng hạn. Và đấy là cái practically mình nhìn thấy rất nhiều công ty làm như vậy, đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa rồi nghỉ do dịch Covid, rất nhiều công ty dừng lại là phải 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 sa thải bớt nhân viên, thì họ đều có một cái đền bù như vậy. Vậy thì với kế toán thì cái đền bù đó họ sẽ hạch toán thế nào, chúng ta hạch toán thế nào? Tất nhiên là không ai muốn cái chi phí của mình bị biến đổi, đúng không ạ? Tự nhiên cái tháng này biến đổi thêm bao nhiêu tháng lương nữa chỉ vì là có những người nghỉ. Nhưng chúng ta sẽ hạch toán tại thời điểm mà nó xảy ra, đúng không ạ? Vậy thì còn một cái nữa là cái phần mà chúng ta cần phải học, đấy là post employment benefit, là các lợi ích phải trả sau khi kết thúc cái hợp đồng, mà không phải là termination benefit, nghĩa là không phải là đền bù sau khi kết thúc hợp đồng lao động nhé, mà lại không phải là đền bù hợp đồng, thì chúng ta gọi là post employment benefit. Thì ở đây chúng ta sẽ xem là post employment benefit là cái gì ạ. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta cùng đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, kể cả phần trăm từ phía người lao động cộng với phần trăm từ phía công ty. Mọi người đều biết là chúng ta phải đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là khoảng 33%. Có nghĩa là với một nhân sự lương mà là 10 triệu thì thực ra chi phí thật của chúng ta, của công ty phải gánh chịu là 13,3 triệu cơ ạ. Đúng không ạ? Vậy thì cái quỹ bảo hiểm xã hội ạ, nó có ý nghĩa như thế nào? Quỹ bảo hiểm xã hội của chúng ta có ý nghĩa đấy là chúng ta, công ty nộp một khoản cố định, contribute một khoản cố định, và sau đó công ty không có nghĩa vụ phải trả lương hưu cho người lao động nữa, mà cái việc chi trả lương hưu sẽ thuộc về nghĩa vụ của cái quỹ đó. Chúng ta đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, và sau đấy nhân viên của mình nghỉ hưu mình cũng không quan tâm nữa, đúng không ạ? Mà người ta tự nhận lương từ bảo hiểm xã hội, đúng không ạ? Nó thể hiện ở chỗ là nếu như hôm nay mọi người thấy rằng là chúng ta đóng bảo hiểm nhé, đóng bảo hiểm thì theo cái tỷ lệ đã được quy định từ trước, đúng không? Nhưng nếu như giả sử cái chính sách bảo hiểm có thay đổi, rõ ràng là chính sách bảo hiểm những năm gần đây cũng có thay đổi, không phải không, thì công ty cũng không liên quan gì, đúng không ạ? Nếu mà người lao động được lợi hơn thì công ty cũng không mất thêm chi phí, mà người lao động bị thiệt hơn thì công ty cũng không được nhận lại cái đồng nào đấy cả, bởi vì cái quyền chi trả lương hưu ạ thuộc về quỹ bảo hiểm xã hội. Như vậy rõ ràng là chúng ta chỉ có nghĩa vụ phải nộp thôi, đúng không ạ? Còn rủi ro có đủ tiền hay không nhá thì lại không thuộc về công ty. Vậy thì bây giờ mình sẽ ghi nhận cái khoản nộp này như là một chi phí trong kỳ, nhưng chúng ta không được tài sản, chúng ta chỉ nghĩ là chi phí thôi, nghĩa là tiền ra và mình nghĩ là chi phí. Thì đây là cái mà chúng ta vẫn đang làm ở Việt Nam và theo cái luật bảo hiểm xã hội của mình. Nhưng phần lớn các công ty trên thế giới thì người ta không không chỉ có cái này, và cái phần này rất là nhỏ, phần này người ta gọi nó là cái phần bắt buộc ấy ạ, thì người ta làm như vậy thôi. Còn người ta sẽ có một cái quỹ nữa, người ta gọi là defined benefit plan. Defined là xác định từ trước nhá, cái chữ defined cũng là xác định từ trước. Defined benefit plan có nghĩa là một cái quỹ mà công ty sẽ trích một khoản cố định theo lương của người lao động hàng năm vào một quỹ độc lập, và công ty này tự quản lý, kinh doanh và sinh lời. Được chưa? Và công ty có nghĩa vụ phải kinh doanh và tạo ra lợi nhuận của quỹ này.
để có đủ tiền chi trả cho người lao động theo cam kết. Thì cái cam kết này ạ, rất là hợp, và người ta đã thường xuyên sử dụng cái cam kết này trở thành một cái cách để giữ lại người lao động. Ví dụ như là mình đã từng đi làm kiểm toán những cái công ty, và người ta có những cái chính sách mà lúc mà mình đọc không biết là bây giờ cái đấy phải hạch toán như thế nào, vì theo chuẩn mực Việt Nam thì không có. Và cuối cùng thì hướng dẫn người ta làm để báo cáo đấy theo S26, nhưng mà về kế toán thì vẫn chỉ khi nào chi trả thì khi nào chi trả thì hạch toán thôi, và thấy rất là bất cập. Đây ạ, mình lấy một cái ví dụ như này để mọi người hiểu ạ. Ví dụ nhá, bây giờ tôi có một cái chính sách là nếu mà làm việc cho công ty 10 năm thì các bạn sẽ được hưởng 1 tỷ đồng. Các bạn có nghĩ rằng có ai bỏ không ạ? Có ai bỏ công ty trong 10 năm không? Tất nhiên là trong trường hợp bất khả kháng chắc vẫn có người bỏ, đúng không? Nhưng như những cái bạn mà hay nhảy việc thì các bạn sẽ nhìn thấy cái giải thưởng 1 tỷ đồng sau 10 năm kia để cố gắng cống hiến ở công ty 10 năm. Và rõ ràng là công ty sẽ không bị cái áp lực bị nhảy việc, đúng không? Thế nhưng 1 tỷ để lấy ở đâu ra? Nếu mà bây giờ công ty có 6.000 người mà đều hứa như thế này, thế bây giờ nếu như 6.000 người đấy cùng đến cái lúc mà đủ 10 năm thì không biết là phải chi trả bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Thế thì kế toán hay toán thế nào? Đấy ạ, thì đấy là vấn đề. Thì chúng ta biết là bởi vì tại sao nó có thể hứa như thế này ạ? Là bởi vì hàng tháng người ta sẽ trích, mình nói ví dụ nhé, chúng ta trích 5% lương và cái quỹ Defined Benefit Plan, được chưa? Vậy nếu như hàng năm, bây giờ tôi nói là công ty có 6.000 người, cho nên ví dụ tôi nói ví dụ bịa ra một con số đi, ví dụ như là lương, quỹ lương hàng tháng của tôi là 10 tỷ, 6.000 người phải 10 tỷ là bình thường đúng không? Thì 5% lương mà tôi trích vào đây ạ, nó đã là bao nhiêu ạ? 0,5 tỷ rồi, thấy không ạ? Tôi mang cái số tiền này nhân lên hàng tháng đấy để gì ạ? Để đem đi kinh doanh. Chả cần kinh doanh gì nhiều, tôi chỉ cần đi gửi tiết kiệm thôi, nó cũng ra một đống tiền rồi đúng không? Vậy trong cái quỹ này tôi cứ trích hàng tháng và đi gửi tiết kiệm, thì cái tiền lãi từ tiết kiệm ấy, là để làm gì ạ? Là để tôi trả cho những cái người mà đủ 10 năm thì được hưởng 1 tỷ đồng. Có nghĩa là mỗi 1 năm thì tương đương với họ được 100 triệu. Đấy ạ. Nhưng tôi đã có cái lời hứa 1 tỷ đồng này. Câu chuyện của kế toán là nếu như tôi nhìn đến nguyên tắc phù hợp, mình nói từ matching nhé, phù hợp, thì tăng thời điểm phí chưa phân chưa không nghe được. Mọi người có nghe thì rõ không ạ? Bây giờ rõ. Ok. Sao vậy nhỉ? Mình vẫn nói như mọi lần ạ. Mọi người các bạn đang không nghe thấy rõ từ đoạn nào ạ? Mới đây thôi cô, em nghĩ chắc do mạng bị yếu cô. Ok, đúng rồi, chắc là do mạng yếu. Rồi, nhưng mà cái đoạn này đang hơi quan trọng, cho nên mình sẽ phép là mình nói lại một tí. Đấy là mình đang nói đến nguyên tắc matching về mặt chi phí đúng không ạ? Chúng ta là kế toán nhá. Mình nghe thấy cái lời hứa là nếu mà làm việc 10 năm thì được thưởng 1 tỷ đồng. Thì cái tư duy của cái người làm kế toán, các bạn phải nghĩ là ủa vậy cái người lao động này làm việc với tôi 10 năm, bình thường tôi chỉ có hạch toán tiền lương thôi, nhưng bây giờ lại có cái lời hứa là trả cho họ 1 tỷ đồng sau khi họ đủ 10 năm. Vậy thì đúng ra ấy, là tôi phải dùng 1 tỷ này chia cho 10 năm để tôi hạch toán về chi phí hàng năm nó mới đúng chứ, đúng không? Mình phải hạch toán cái phần lương thưởng phúc lợi của người ta cộng thêm cái 100 triệu cho mỗi năm chứ, đúng không ạ? À thế thì mình chia ra thôi. Mình cứ nghĩ đơn giản như vậy nhưng hóa ra nó không hề đơn giản. Bởi vì sao ạ? Thứ nhất là nó có hai cái có hai đầu để mình kiếm cái bảng ạ. Nó có hai phần của cái lời hứa đấy. Cái phần đầu tiên á, là chúng ta nói về việc là nếu như tôi trích, nếu như tôi trích hàng năm, xin lỗi hàng tháng là 5% lương và một cái quỹ, đúng không ạ? Cái quỹ này tôi gọi nó là DeFi, mình gọi nó là DeFi Benefit Plan, đúng không ạ? Đấy, tôi trích vào cái quỹ này nhận tiền, đúng không? Mình trích 5% lương tháng vào đây. Vậy thì ví dụ như là lương được trích vào đây thì hàng tháng nó phải được kinh doanh và sinh lời. Cho nên cái quỹ này nó phải là một cái tài sản.
và cái tài sản này vì nó sinh lời, đúng không? Cho nên chúng ta mới có cái lãi, cái lợi nhuận á, mình dùng cái này nó sinh ra lợi nhuận. Lợi nhuận này mình dùng để làm gì ạ? Một là để bù đắp trả lại phần thứ hai, đấy là chi trả theo cam kết, đúng không? Ví dụ như là 1 tỷ, nếu mà đủ cái người nào mà đủ điều kiện trong 10 năm làm việc thì mình biết rằng là mình cố gắng là dùng cái 1 tỷ này này và lấy cái lợi nhuận này chi trả, chứ không phải là mình cấu từ cái DeFi Benefit Plan ra. Nhưng cũng có thể là cái việc mà hạch toán cái tài sản này nó lại là một câu chuyện khác. Như vậy ở đây mình đang có 2 phần. Một là khi tôi trích cái số này để bỏ vào một cái tài sản, đúng không ạ? Và đấy là issue số 1, đấy là vấn đề số 1. Vấn đề thứ hai là tại vì tôi biết là 1 tỷ này trong 10 năm làm việc, cho nên là theo nguyên tắc phù hợp thì tôi sẽ phải trích mỗi 1 năm ấy, tăng thêm 100 triệu một năm cho một người lao động, đúng không? Đấy, trích trước như thế thì nó mới phù hợp, mình nghĩ như vậy. Nhưng vấn đề là gì ạ? Thứ nhất là có 2 câu hỏi ở đây xảy ra. Câu hỏi thứ nhất là hạch toán cái DeFi Benefit Plan này thế nào? Câu hỏi thứ hai là nếu như tôi trích trước thì số người lao động gọi là thỏa mãn điều kiện là bao nhiêu? Mỗi năm là bao nhiêu? Bởi vì không phải tất cả lao động ngày hôm nay đang làm việc đều là những người sẽ làm việc với công ty 10 năm. Vậy làm sao tôi biết được có bao nhiêu phần trăm trong đó sẽ nghỉ việc? Kế toán không đủ thông tin, không đủ kinh nghiệm, cũng không đủ cái nghiệp vụ về mặt nhân sự để ước tính ra cái con số này. Thế thì mình làm thế nào? Và đấy, thế thì mình phải đi đọc 3 cái chuẩn mực này, đúng không ạ? Và cái câu hỏi đầu tiên, hạch toán cái DeFi Benefit Plan này thế nào? Chúng ta quay lại với việc là chúng ta sẽ gặp cái chuẩn mực là IAS 26, Retirement Benefit Plan, là cái chuẩn mực hướng dẫn riêng về việc hạch toán cái quỹ đó và báo cáo cái quỹ đấy như thế nào. Thỉnh thoảng, thực ra là trong 10 mấy năm mình làm kiểm toán thì mình có một lần duy nhất được làm cái báo cáo này theo IAS 26. Đấy là khi một công ty họ áp dụng IFRS và họ có một cái quỹ như vậy thì họ cần phải kiểm toán cả cái báo cáo của cái quỹ mà họ đang giữ như vậy. Thì bọn mình đã được làm, và nó giống như kiểu là mình báo cáo quỹ công đoàn ấy, là thu bao nhiêu, rồi kinh doanh cái gì, chi ra bao nhiêu, tồn quỹ còn bao nhiêu, và ước tính sẽ có bao nhiêu người sẽ được nhận trong kỳ này, kiểu như vậy. Nhưng cái đó thì chắc là chưa liên quan đến chúng ta ngay bây giờ. Thế còn lại, câu hỏi thứ hai đấy là làm thế nào để mình hạch toán được, accrue được cái 100 triệu cho nó chính xác? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái DeFi Benefit Plan. Đây ạ, ví dụ như này, đây mình lấy từ một cái bài giảng của IFRS Box. Thì đây là cái bài giảng về DeFi Benefit Plan, thì người ta mô tả cho mình thấy rất là hay, nên mình có chụp lại màn hình để mọi người xem. Thứ nhất là tại cái thời điểm, đây là now nhé, đây là tại thời điểm hiện tại là 20X10, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nhìn thấy rằng là nếu như từ cái lúc tôi hứa là năm 20X1 là start, 40 năm đến 20X41, 40 năm, tôi hiểu rằng là cái quỹ này sẽ được hình thành cứ mỗi một năm bao nhiêu tiền để đổ vào trong 40 năm. Và nó sẽ lớn lên đến 40 năm như vậy, đúng không ạ? Tôi tách riêng 2 câu chuyện ra. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện về tài sản, là cái DeFi Benefit Plan này, giống như mình bỏ lợn ấy, thì mỗi một tháng mình bỏ lợn ít, đúng không? Thì mình biết là sau 40 năm thì chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền. Nhưng ví dụ như câu chuyện bỏ lợn nó dễ vì nó không sinh lời. Nhưng ở đây chúng ta còn có kinh doanh để sinh lời nữa. Nên là cái tài sản này nó đủ điều kiện để được ghi nhận ở trên báo cáo tài chính là một cái plan asset, coi như là mình cầm hộ giữ hộ người khác ấy. Còn cái cam kết của chúng ta thì chúng ta thấy rằng cứ mỗi một năm trôi qua, đây ạ, cứ mỗi một năm trôi qua từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm mà chúng ta lập báo cáo thì mình đã nhìn thấy là chúng ta đã có cái phần phải trích trước, gọi là current service cost. Đây là phần chúng ta trích trước, cost mà. Chúng ta sẽ ghi nợ và chi phí và ghi có và một cái khoản phải trả, đúng không ạ? Nhưng mà ghi nợ chi phí này và ghi có vào một cái khoản phải trả, đúng không ạ? Và một cái liability, nghĩa vụ phải trả. Thì cái nghĩa vụ phải trả này và cái chi phí này mình sẽ tính bằng present value của DeFi Benefit Obligation.
Có nghĩa là nếu như vừa nãy quay lại ví dụ của mình nhá, là 1 tỷ nhưng mà trả trong vòng 10 năm nữa, thì đến ngày hôm nay mới là năm thứ 2 thôi, thì 1 tỷ này tôi sẽ phải chiết khấu về năm 0, về năm hiện tại. Xin lỗi ạ, không phải năm 0 mà năm hiện tại. Ví dụ 1 tỷ này tôi sẽ phải thanh toán vào năm 2000, ví dụ như là 2000x quên 2028 chẳng hạn, đúng không? Thì tôi chiết khấu tại thời điểm 2021, nó không phải là 1 tỷ mà nó chỉ còn là 730 triệu thôi. Ví dụ như thế này. Đấy, thì tôi sẽ nhìn thấy cái số đấy là present value của defined benefit obligation. Đây là cho một người nhé. Cho một người, cho những người đã ký hợp đồng lao động với tôi năm 2018, đúng không? Thì năm nay đến 2021 tôi còn cái nghĩa vụ này. Đến câu chuyện thứ hai, đấy là nói về mặt là đơn giá của một người, đúng không ạ? Tiếp nữa là nói đến việc là bao nhiêu người ký hợp đồng năm 2018 thì sẽ tiếp tục làm việc với công ty đến năm 2028. Đấy là cái câu chuyện chúng ta phải có một cái actuarial assumption needed to estimate. Chúng ta sẽ có một cái bảng tính. Nếu như mọi người đã từng mua bảo hiểm nhân thọ ấy, thì mọi người sẽ có bảng tính giống như kiểu bảo hiểm nhân thọ, người ta tính ra là với một cái lãi suất bao nhiêu và với cái đóng góp như thế này thì đến năm nào mọi người được nhận bao nhiêu tiền. Đấy ạ, đấy gọi là actuarial assumption. Actuarial assumption được hiểu là bảng tính để người ta tính ra cái cơ hội xảy ra và cái số lượng người sẽ tiếp tục ở lại với mình để làm việc. Và kế toán sẽ dùng cái actuarial assumption này. Nó sẽ liên quan đến việc là như kiểu vừa phỏng vấn này, vừa dựa vào mức lương này, dựa vào cái nhu cầu của xã hội này, để người ta tính ra cái tỷ lệ phần trăm người nghỉ việc. Và chúng ta sẽ dùng cái tỷ lệ đấy rồi mới nhân đến 730 này. Ví dụ người ta thấy rằng là với những cái người mà ký hợp đồng vào năm 2018 đến bây giờ là được 3 năm, đúng không ạ? Thì người ta sẽ đưa ra cho mình cái bản tính là với 3 năm ấy, thì cái tỷ lệ mà ở lại làm việc chỉ có 50% thôi. Nhưng mà đến khi mà 5 năm, những cái người mà đã ký hợp đồng từ năm 2016, nghĩa là đến giờ là được 5 năm ấy, thì cái cơ hội này, cái tỷ lệ này cao hơn là 70%. Còn những cái người mà ký hợp đồng năm 2014 đến bây giờ là 7 năm thì tỷ lệ này là tương đối cao, là 80%. Đấy, 2000, bởi vì nếu như những người mà ký hợp đồng năm 2012 đến giờ là 9 năm thì gần như là cái tỷ lệ này là đến 95%. Ví dụ như này, thì actuarial assumption là cái báo cáo để người ta đưa ra cái tỷ lệ tương ứng thế này để mình có thể trích trước được cái chi phí này. Được chưa ạ? Như vậy, đối với cả defined benefit plan, chúng ta cần cái gì? Một là chúng ta cần cái tổng tiền để mình khi nhận vào plan asset theo cái tỷ lệ trích, ví dụ như vừa nãy mình là 5% lương, nghe số tiền, số quỹ lương thực của mình, đúng không? Để hạch toán vào đây. Thứ hai là tôi cần cái kết quả kinh doanh của cái plan asset này để làm gì á? Tôi ghi tăng cái tài sản lên, đúng không? Còn ngược lại, chúng ta tính theo cái actuarial assumption kia để mình ghi vào cái nghĩa vụ phải trả này. Như vậy mọi người thấy rằng là chúng ta đang làm hai câu chuyện, là chúng ta tách rời ra là ghi nhận plan asset riêng và ghi nhận nghĩa vụ phải trả riêng, nó không bắt buộc phải bằng nhau nhá, và có và chắc chắn là không bằng nhau luôn ạ. Bởi vì cái plan asset này thì càng ngày càng lớn, nhưng mà cái nghĩa vụ phải trả này thì làm sao ạ? Bởi vì chúng ta chiết khấu sau đó nhân một cái tỷ lệ này nên chúng ta sẽ không biết được movement của nó như thế nào. Ví dụ như là movement của nó, nếu như người lao động tăng lên, đúng không, thì cái nghĩa vụ này sẽ tăng lên, nhưng nếu mà người lao động ít ít nhân sự đi thì nó sẽ giảm đi, đúng không? Và chúng ta không ngoằng hai cái này vào nhau. Vậy thì câu hỏi đặt ra là nếu asset tăng lên nhưng mà phần, nếu mà tài sản plan asset của mình tăng lên nhưng mà phần nghĩa vụ chi trả của tôi giảm đi thì sao ạ? Mọi người có nghĩ đến việc đấy không ạ? Có nghĩa là cái phần lợi nhuận nằm lại ở plan asset đang lớn lên và công ty đang được sở hữu một cái quỹ, và quỹ đấy đang sinh lời tốt tốt đến nỗi mà cái nghĩa vụ chi trả của mình ít hơn so với cả số tiền mình có, đúng không ạ? Vậy thì sao ạ? Thì có nghĩa là những cái năm sau có thể chính sách sẽ được tốt hơn và mọi người được chi trả nhiều hơn, hoặc là công ty, ít nhất là công ty đang giữ hộ cái tài sản có giá trị hơn, đúng không ạ? Nhưng trường hợp ngược lại, ví dụ như trường hợp như kiểu vận hành quỹ bảo hiểm xã hội của mình nhé, thì có vấn đề là gì ạ? Là cái plan asset thì càng ngày càng ít, bởi vì là ngoài cái phần lợi nhuận mang ra chi trả, có khi rút cả cái gốc ra để trả rồi, đúng không?
Thế thì ta nó sẽ đang nhỏ đi, đang bị càng ngày càng hụt đi. Nhưng mà cái nghĩa vụ này thì càng ngày accrue của tôi càng lớn lên thì sao ạ? Đúng không? Thì lúc đấy mình sẽ nhìn thấy rằng là sẽ đến lúc mà cái plan asset này bị hết thì công ty là người phải gì ạ? Bỏ tiền ra mà chúng ta phải nhận chi phí khi mà công ty phải bù đắp cái nghĩa vụ phải trả đó. Mọi người thấy không ạ? Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là cái việc mà chênh lệch giữa plan asset và nghĩa vụ phải trả cũng được hướng dẫn luôn ở trong IAS 19, và công ty chỉ có nghĩa vụ phải chi trả khoản này và ghi nhận vào chi phí vì đấy là một cái lời hứa của công ty á, khi mà plan asset bị hết rồi, bị cạn kiệt rồi, đúng không ạ? Và vì thế nên là chúng ta mới nhìn thấy rằng là chúng ta phải thuyết minh về các cái commitment, là vì như vậy. Nếu như chúng ta phải thuyết minh về các cái cam kết với người lao động thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn về lại. Câu chuyện đi benefit plan này rất là thú vị. Bây giờ mình sẽ có một cái câu hỏi để mọi người cùng suy nghĩ và trả lời cùng mình nhé. Đây là câu chuyện một lời hứa ở trong tương lai, đúng không ạ? Thì thôi chúng ta không nói đến, đúng không? Nhưng giờ đúng mà ngoài cái câu chuyện lời hứa này ra, rất nhiều công ty đang áp dụng một cái phúc lợi, mình cứ coi nó phúc lợi đi. Đấy là cho nhân viên của mình vay tiền. Cho nhân viên của mình vay tiền, ví dụ như là lãi suất thấp hoặc là không lãi suất hoặc là hỗ trợ gì đó. Mọi người hiện tại đang hạch toán thế nào ạ? Và ngày hôm nay chúng ta đang nói chuyện với nhau về employee benefit thì mọi người có so sánh cái hạch toán của mình với chuẩn mực quốc tế không ạ? Có thấy có vấn đề gì không ạ? Có ai đang suy nghĩ đến việc này không ạ? Mọi người có thể bật mic lên chia sẻ luôn ạ. Chẳng nhẽ không có công ty nào nó cho người lao động vay tiền và chuyển sang kế toán không? Kế toán phải ngồi nghĩ ạ. À, cô, trường hợp bên em thì nếu mà công ty thường thường công ty cho nhân viên vay tiền thì không có lãi suất, thì em làm giống như là mình thanh toán lương trước đó, ghi nhận là tài khoản 334, rồi mỗi tháng thì mình ghi nhận lại cái khoản có 334 để đối trừ dần dần, thì treo lên công nợ từng người như vậy để theo dõi. Thì bên công ty em là đang làm như vậy, tại vì không có kiểu trừ dần vào lương á cô, chứ không phải ví dụ như cho vay mấy chục triệu đó rồi mỗi tháng trừ bao nhiêu, trừ bao nhiêu, thì giống như là khoản tạm ứng trước vậy. Vẫn Đấy là mình đang trừ dần vào lương. dạ Đúng rồi, đúng rồi. Nghĩa là coi như là mình trả trước thôi, xong mình trừ dần vào lương, đúng không ạ? Và trừ dần vào lương của hàng tháng. Thế nhưng mà trong cái tình huống đó thì mình có một cái câu hỏi, đấy là bình thường mình cho công ty vay tiền, mình cho người ngoài vay đi thì mình sẽ phải có một cái lãi suất, đúng không? Và lãi suất đấy, hoặc là cho ngân hàng nộp tiền vào ngân hàng đi thì mình có một cái lãi suất. Thế nhưng mà tại sao khi chúng ta cho người lao động vay, ví dụ như không lãi suất, thì mình không nhìn thấy là tại sao mình không ghi nhận một cái interest, một cái lãi suất nào đấy? Và thế thì cũng có nghĩa là mình cảm giác là cái báo cáo tài chính mình đang 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 bỏ qua một cái gì đấy, đúng không ạ? Tất nhiên là hiện tại thì mình biết là hầu hết mọi người đều đang làm như thế. Ví dụ như là thôi thì trên hợp đồng không có lãi suất thì mình cũng ghi nhận là không lãi suất thôi, đúng không? Hợp đồng như nào thì mình ghi như thế. Rồi, có ai trẻ khác không ạ? Thật ra là bởi vì chúng ta có thể là không nghĩ đến một cái tình huống, đấy là với các cái khoản vay ạ, với các khoản vay thì các khoản khoản vay ở phía công ty cho vay chứ không phải công ty đi vay ạ, thì thật ra nó được gọi là một financial asset, và chúng ta đúng ra nhá thì chúng ta không được ghi nhận nó theo cái giá gốc như thế đâu ạ. Tại sao lại như thế? Bởi vì financial asset ạ là mình phải áp dụng IAS 39, và trong IAS 39 hoặc và áp dụng theo IFRS 9 nữa là về fair value. IAS 39 là về financial instrument. Thì lúc này chúng ta nhìn thấy là financial asset mà theo IAS 39 nhé, thì một cái khoản vay mà tôi cho đi, tôi đem ra ngoài để cho vay á, tôi phải hạch toán nó theo cái giá trị hợp lý của khoản vay đấy. Có nghĩa là tôi sẽ phải tính toán xem là tôi sẽ phải tính cái bảng mà đến cái ngày amortization, đến cái ngày mà tôi đáo hạn tôi thu được nợ ấy ạ, thì cái dòng tiền nó chạy như thế nào, và tôi quy về thời điểm hiện tại. Có nghĩa là trong IS 39 có hai cái khái niệm về lãi suất. Một cái người ta gọi là nominal interest
là cái lãi suất bề mặt, cái lãi suất danh nghĩa, cái lãi suất trên hợp đồng, thì cái nominal interest này của mình được coi là không đi. Ví dụ như mình cho nhân viên vay đi, đúng không ạ? Nhưng mà nó còn có một cái nữa gọi là effective interest, là cái lãi suất thực mà đáng nhẽ ra tôi phải được, tôi phải ghi nhận cái lãi suất này. Ví dụ như là nếu như tôi đem tiền vào ngân hàng tôi gửi ạ, thì tôi cũng phải đủ thông minh, tôi biết là tôi phải đi gửi có kỳ hạn và bet ra nó phải được 7%, tôi nói ví dụ như thế nhá, thì tôi sẽ phải tính cái financial asset này với giá trị 7%, đấy không ạ? Vậy ở đây mình đang nói đến cái câu chuyện là đúng ra khi chúng ta áp dụng IFRS thì việc chúng ta cho nhân viên vay tiền nó đang chịu cái ảnh hưởng của hai cái chuẩn mực. Chuẩn mực thứ nhất là IAS 19 và chuẩn mực thứ hai là IAS 39. Bởi vì khi tôi cho vay ạ, thì lúc này nó vẫn là một cái benefit mà tôi phải ghi nhận cho người lao động. Còn trong chuẩn mực 39 thì nói rằng tôi phải ghi nhận cái giá trị, cái khoản cho vay đấy là một giá trị hợp lý. Bởi vì nếu như tôi ghi nhận nó là 0%, tôi ghi nhận cái interest là 0%, thì thực tế tôi đang hạch toán không đúng, không đúng theo hướng dẫn của chuẩn mực 39, đúng không ạ? Vì chuẩn mực 39 yêu cầu là financial asset ấy ạ, tôi phải đánh giá theo fair value. Đấy, thế thì đấy ạ, bởi vì thực ra là chúng ta làm như thế không sai. Lý do gì ạ? Vì gì ạ? Vì mình không coi cái khoản vay đấy là một financial asset, mà mình coi như cái khoản vay đấy là một khoản thu hộ chi hộ, đúng không ạ? À xin lỗi, một khoản trả trước, đúng không ạ? Nghĩa là mình cho người lao động vay tiền, cho đó thực ra là coi như là trả trước thôi. Đấy ạ. Thế thì cái tình huống này là cái tình huống mà chúng ta đang đơn giản hóa đi rất nhiều thứ. Nhưng đến khi mà mình áp dụng chuẩn mực quốc tế mà mình nhìn thấy tất cả các khoản đầu tư, các khoản cho vay đều hạch toán là financial asset và đều phải đánh giá lại, thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy cái độ vênh ở trong cái chuẩn mực này ạ. Thì đấy là một cái câu hỏi mà thực ra là rất nhiều tranh cãi đấy ạ, về là hạch toán đối với cả employee loan như thế nào. Yeah. Rồi mình cũng có tóm tắt lại ở trong IAS 19 một số các cái nguyên tắc để ghi nhận. Thứ nhất là cái này mình vừa nói xong đấy ạ, nghĩa là ghi nhận cái số tiền nộp vào quỹ này thì ghi nhận tăng lên cái tài sản mình đặt tên nó là plan asset, đúng không ạ? Và hàng năm quỹ này có lãi thì được hạch toán riêng tăng vào cái plan asset này. Mọi người nhớ nhá, là lãi từ việc kinh doanh quỹ này không được ghi nhận vào P&L của công ty mà ghi nhận tăng tài sản plan asset. Khi chúng ta chi trả cho người lao động thì chúng ta cũng lấy từ cái quỹ này ra, cho nên người ta cũng giảm cái plan asset này. Còn hàng năm chúng ta sẽ tính lại cái nghĩa vụ nợ ghi nhận hàng năm, được chưa? Dựa trên cái plan obligation mà mình vừa nói đến, cái bảng tính của actuarial ước tính là với những cái số lượng người lao động, chúng ta sẽ tính ra cái bảng trong đấy có một là có số lượng người lao động này, hai là năm còn lại ước tính này, thứ ba là tỷ lệ ước tính này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dựa vào cái bảng này để chúng ta nhân lên. Mọi người nên gọi là có cái hình dung về tất cả những tài liệu chúng ta cần, bởi vì nếu như chúng ta áp dụng IFRS hoặc là ít nữa mọi người chuyển sang một cái công ty khác và đang giúp áp dụng IFRS mà ở công ty mẹ có cái chính sách này, thì người ta sẽ hỏi các bạn là thế thì kế toán cần cái thông tin gì, cần cái thông tin gì từ actuarial bên ngoài đi thuê ấy ạ, đến đánh giá để mình có thể ước tính được. Thì mọi người cũng nhớ rằng là mình cần phải tính xem là tính theo tỷ lệ của nhân viên hàng năm, thậm chí có rất nhiều đơn vị là người ta làm chi tiết lắm. Ngoài cái số lượng, số năm còn lại người ta còn tính ra là theo cấp bậc, theo vùng miền, rồi theo cái công việc ấy ạ. Bởi vì những công việc độc hại thì thường là cái khả năng giữ người lao động thấp hơn. Được chưa? Và đấy là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai là hàng năm thì plan asset này được đánh giá lại theo fair value, vì mình coi đây là một khoản đầu tư ạ, nên là sẽ được đánh giá lại theo fair value. Còn lại thì nghĩa vụ chi trả thì sẽ theo bảng ước tính của actuarial assumption. Cho nên mọi người sẽ hình dung là chúng ta có hai cái khả năng xảy ra, đúng không ạ? Nếu mà asset nhỏ hơn liability thì sao? Và nếu mà asset lớn hơn liability thì sao, đúng không? Và hầu như là nó luôn luôn khác nhau chứ nó không bằng nhau đâu ạ. Đấy ạ, thì đây là nguyên tắc ghi nhận. Ở đây mình có tổng hợp lại gọi là cái phương trình biến đổi giá trị hợp lý của plan asset. Cái này chẳng có gì, nó chỉ đơn giản đấy là hàng năm ấy thì mình tính cái số đầu kỳ của plan asset này cộng cả phần thu được, đúng không, cộng cả lãi, đúng không ạ, trừ đi cái phần mình chi trả ra,
Phần đánh giá lại thì ra số cuối kỳ. Đấy ạ, remeasurement là cái phần đánh giá lại theo face value đấy ạ. Đấy ạ. Thế còn đối với cả present value, giá trị hiện tại của plan obligation thì sẽ bằng là số đầu kỳ năm ngoái mình tính rồi, cộng với cả năm nay cái current service cost là cái phần mình chi trả trong năm nay đúng không ạ? Cộng với cả cái phần của, đây là cái phần mà mình trích trước năm nay này đúng không ạ? Cộng với cả phần mình bổ sung của những năm trước. Nếu mà những năm trước đang bị tính sai và khi mình bảng tính của mình tính lại ấy, thì mình có thể phải bổ sung cái phần past service cost, interest cost của năm nay đúng không ạ? Và trừ đi cái phần benefit paid out và remeasure. Thì mọi người nhìn vào hai cái này, mọi người nhìn vào hai cái phương trình này, mọi người sẽ cùng nhìn thấy benefit paid out đúng không ạ? Và mọi người hiểu rằng là chúng ta đồng thời là tính nó vào ngược lại vào cái plan obligation. Tuy nhiên ở đây mình nói rằng là bởi vì nó có cái remeasurement, cái đánh giá lại, thì đánh giá lại, hai cái đánh giá lại của plan asset và của plan obligation là dựa trên các cơ sở khác nhau. Nếu mà plan obligation là tôi đánh giá lại theo cái khả năng người lao động tiếp tục làm việc của mình và khả năng mình phải chi trả, thì plan asset lại được đánh giá lại theo cái giá trị hợp lý của các khoản đầu tư. Đúng không ạ? Nên hoàn toàn là cơ sở đánh giá là khác nhau ạ, mặc dù cùng là từ remeasure. Ok chưa ạ? Rồi ạ, đấy là cái nội dung của IAS 19. Và chúng ta đã làm quen với hai cái khái niệm mới ở trong IAS 19 là phần plan asset và phần remeasure. Đối với cả những bạn mà học ACCA ấy, thì đây là một chuẩn mực rất quan trọng đối với cả cái chương trình học của các bạn học ACCA. Lý do là ở cái môn gần cuối ấy, môn bây giờ nó tên gọi là môn Strategic Business Reporting, thì bao giờ cũng có những cái bài tập rất là phức tạp về chuẩn mực này. Vì thế nên mình nghĩ rằng là cái gì mà đã đưa vào và đào tạo trên cả thế giới thì chắc chắn là nó sẽ là cái, ví dụ như ở Việt Nam mà khi áp dụng của chúng ta đang không có chuẩn mực này thì sẽ là cái mà sẽ gây rất là nhiều tranh cãi, đặc biệt là vì mình có công ty mẹ, công ty con này, rồi khi áp dụng thì lại còn, mọi người biết là sẽ còn có rất là nhiều những cái biến thể trong các cái chính sách nữa đúng không ạ? Cho nên là mình muốn giới thiệu để mọi người, đầu tiên là có cái khái niệm, thứ hai nữa là nếu như cái tình huống chúng ta gặp thì nó có thể quay lại cái gốc rễ của vấn đề là hai cái nguyên tắc ghi nhận mình vừa mới nói, vì chúng ta cũng chỉ bắt đầu từ gốc thôi đúng không, tình huống nào mình có thể bắt đầu từ đấy ạ. Rồi ạ, cái chuẩn mực thứ hai, chuẩn mực thứ hai là chuẩn mực retirement benefit plan. Chuẩn mực này thì mình không nói đến ở đây mà mình chỉ giới thiệu chuẩn mực thôi, vì chúng ta không phải là đối tượng để áp dụng chuẩn mực này. Chuẩn mực này chỉ hướng dẫn việc trình bày báo cáo của retirement benefit plan, nghĩa là của cái dự án đầu tư đối với cả cái quỹ đó thì hạch toán như thế nào. Người ta không có mẫu financial statement of defined benefit plan đúng không ạ? Và nó chỉ chủ yếu là trình bày là đã có những cái khoản đầu tư nào và hiện tại thì cái quỹ đấy đang dương hay là âm thôi. Đó, thì mọi người cũng chỉ cần biết cái này thôi ạ. Tiếp nữa là mình có một cái chuẩn mực cũng hay và liên quan nhiều đến chúng ta, đấy là chuẩn mực IFRS số 2 là share based payment. Vì đây là chuẩn mực để hướng dẫn doanh nghiệp ghi nhận các giao dịch chi trả các quyền lợi liên quan đến cổ phiếu. Đó, thì ở Việt Nam bây giờ đang rất là nhiều, ví dụ như là cổ phiếu thưởng, ví dụ như là quyền mua cho lao động hay là quyền mua ưu tiên cho báo cáo tài chính đúng không ạ? Và đặc biệt là nó khó bởi vì nó còn liên quan đến các cái chuẩn mực, ví dụ như chuẩn mực IAS 39 vừa xong mình vừa mới nói ạ. Thì ở phần cổ phiếu nhá, nó lại có một cái khái niệm là có quyền được chuyển đổi ạ, cổ phiếu chuyển đổi ạ, ví dụ như từ khoản vay chuyển đổi sang, hay là option chẳng hạn. Option có nghĩa là quyền mua thôi ạ. Không phải là chúng ta phát hành cổ phiếu là 100% là người ta sẽ mua đâu. Đúng không? Ví dụ như bây giờ ngay vừa mấy tuần vừa rồi thì mọi người sẽ nhìn thấy ở trên thị trường chứng khoán của mình có một cái tình huống, đấy là họ đã phát hành quyền mua với giá 15 cho toàn bộ ban lãnh đạo chủ chốt của công ty đấy, với giá 15, và người ta có đăng ký mua hay không. Thế thì lúc trước là người ta đang cái giá, lúc đấy giá cổ phiếu đang khoảng độ 20 mấy nghìn một cổ phiếu, thì người ta offer là 15 thì rất là có lợi đúng không ạ? Thế giả sử như kế toán nhìn thấy như thế trong hạch toán rồi, hạch toán là ban lãnh đạo chắc chắn là sẽ mua rồi. Thế nhưng họ không thể ngờ được là đến tuần vừa rồi thì giá của cái cổ phiếu đó lại xuống đến khoảng có 12 thôi ạ. Thế
thì liệu rằng là người ta có đăng ký mua không? Nếu mà đăng ký mua rồi thì người ta có vào tiền hay không? Đấy là quyền mà. Quyền thì có quyền bỏ đúng không ạ? Có quyền thực hiện mà không thực hiện đúng không ạ? Đấy ạ. Thì đây là cái chuẩn mực để hướng dẫn là lúc mà tôi hứa ra này thì tôi hạch toán như thế nào, rồi tôi lúc mà họ mua thì hạch toán như thế nào. Chưa kể là nếu mà có những cái cam kết nữa đúng không ạ, thì nó là cái cầu nối giữa cái hứa, lời hứa của lãnh đạo, lời hứa của công ty với các cái giao dịch chi trả quyền lợi mà liên quan đến cổ phiếu với các chuẩn mực khác, ví dụ như chuẩn mực 39 hay là với các khoản đầu tư đúng không ạ. Đây, cái này là quan trọng nhất ạ. Cái phần định nghĩa này là quan trọng nhất. Share based payment được định nghĩa như sau. Đây là thỏa thuận nhé, để được nhận tiền hoặc là tài sản khác. Đấy ạ. Không phải chỉ là cổ phiếu đâu, mà có thể là được nhận tiền theo cơ sở giá trị hoặc giá cổ phiếu. Nghĩa là nếu như vừa nãy mình nói rằng nếu như mà tôi có hứa mà dựa trên cơ sở là giá trị cổ phiếu của công ty tăng lên hoặc giảm đi, thì mình cũng sẽ coi nó được áp dụng với share based payment. Đó. Thì ở trong chuẩn mực ấy, mình có một số các cái tình huống khi nào áp dụng IFRS. Xin lỗi, đây là IFRS số 2 ạ. Khi nào để áp dụng? Đây ạ, mọi người sẽ xem, mình lấy thử 3 cái tình huống thế này ạ. Ví dụ như tình huống là một công ty này tặng cho nhân viên 10 cổ phần nếu mà làm việc tiếp tục trong 12 tháng tiếp theo. Mọi người thấy rằng là cái được nhận ở đây là cổ phần. Đúng không ạ? Và có điều kiện là tiếp tục làm việc trong 12 tháng. Như vậy thì mình có, đây là áp dụng IFRS số 2 và được gọi là Equity Settled Share Based Payment. Equity Settled có nghĩa là nó liên quan đến phần vốn nhỉ? Vốn của công ty sẽ tăng lên sau 12 tháng nữa bởi vì sẽ có một lượng nhân viên làm việc tiếp, đúng không ạ? Mà lúc đó chúng ta sẽ phải tăng vốn lên tương ứng với phần cổ phần phát hành cho nhân viên của mình. Đấy ạ, đấy là cái tình huống đầu tiên dễ nhất. Tình huống thứ hai cũng có một tí thông tin liên quan đến cổ phiếu. Đấy ạ. Nếu mà công ty này sẽ tặng cho nhân viên 500 đô nếu nhân viên này làm việc liên tục trong 12 tháng tiếp theo và cổ phiếu tăng thêm ít nhất là 10 đô sau 12 tháng. Đấy không ạ? Thì mình nhìn thấy rằng là nếu như ở trong trường hợp này, nếu mà nói một cái điều kiện như thế này thì mình thấy rằng là công ty này có nghĩa vụ chi trả cho người lao động hay không? Có đúng không ạ? Bởi vì người có cái nghĩa vụ là 12 tháng đúng không? Sau 12 tháng thì người sẽ đòi 500 đô này. Đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây người ta nói rằng là liệu rằng chúng ta có tiêu chí để xác định xem nhân viên có đủ điều kiện hay không? Thì cái tiêu chí mà cổ phiếu tăng thêm ít nhất 10 đô sau 12 tháng ấy là cái tiêu chí không phụ thuộc vào nhân viên đúng không ạ? Cho nên không phụ thuộc vào nhân viên nhá. Cho nên là nếu mà nó tăng thì nghĩa là chúng ta mới xuất hiện cái nghĩa vụ chi trả này. Bởi vì ở đây mình nói là và nhé, chứ không phải là hoặc đúng không ạ? Còn nếu mà nó không tăng thêm được 10 đô hoặc là giảm đi thì chúng ta đơn giản là chúng ta không thực hiện cái nghĩa vụ này vì nó không đủ điều kiện thôi. Nhưng đây không phải là share based payment. Đây không phải là tình huống sẽ được áp dụng chuẩn mực số 2. Được chưa ạ? Tình huống này thì chúng ta sẽ chỉ hạch toán trong trường hợp lúc nào mà quay về IS 19 ạ. Khi nào chi trả thì hạch toán thôi. Rồi, tình huống thứ ba đấy là một công ty C sẽ hứa tặng cho nhân viên tiền thưởng tương ứng với tỷ lệ tăng giá của cổ phiếu trong 12 tháng tiếp theo. Đấy ạ. Nghĩa là nếu mà làm tốt nhá, tạo ra lợi nhuận nhá, tăng doanh thu nhá thì giá của cổ phiếu trên thị trường sẽ tăng và công ty nhân viên này cũng sẽ được hưởng, nhân viên của công ty này cũng sẽ được hưởng một cái khoản thưởng tương ứng với tỷ lệ tăng giá cổ phiếu. Như vậy, người ta sẽ nhìn thấy rằng là cái base, cái cơ sở để chi trả ở đây là cơ sở cổ phiếu, đúng không ạ? Nên được gọi là share based payment. Và cái này được gọi là cash settled share based payment, nghĩa là chi trả theo cơ sở cổ phiếu nhưng mà bằng tiền. Còn ở trên ấy, thì là chi trả cho cơ sở cổ phiếu nhưng mà lại bằng gì ạ? Bằng cổ phiếu. Đấy chứ ạ? Như vậy, ngoài trong cái lúc mà mình đưa ra cái tình huống này thì cũng để nói mọi người rằng là trong IFRS số 2 ạ, là chúng ta có hai loại share based payment. Một là equity settled, nghĩa là trả bằng cổ phiếu, và một loại là cash settled là trả bằng tiền. Nghe chưa? Tất nhiên có thể ở đây ở chúng ta nhé, có thể chưa gặp cái tình huống này, chưa gặp những cái tình huống này bởi vì thông thường chúng ta cũng sẽ chỉ hạch toán tại thời điểm phát sinh thôi đúng không? Chứ chưa nghĩ đến chuyện là chúng ta hạch toán trước như nào. Đây ạ. Trong cái share based arrangement, nghĩa là cái thỏa thuận nhé, thì chúng ta có một cái gọi là điều kiện được thỏa mãn.
Ví dụ như là chúng ta thỏa thuận rằng là nếu như chúng ta thỏa thuận trên cái cơ sở là quyền mua cổ phiếu, như cho người ta cái quyền mua hay cái cổ phiếu ấy ạ, nghĩa là chúng ta thỏa thuận bằng công cụ vốn, đúng không ạ? Thì mình có equity settled share based payment. Còn nếu mà mình thỏa thuận dựa trên tiền hoặc là giá trị của công cụ vốn như kiểu hàng tồn kho vân vân thì được gọi là cash settled share based payment. Nhưng mà đây chỉ là chúng ta thỏa thuận cho tặng cái gì thôi, còn điều kiện để cho tặng nhé thì nó sẽ được thể hiện ở trong share based arrangement, điều kiện thỏa mãn. Ví dụ như là làm việc 12 tháng, ví dụ như là doanh thu tăng thêm bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Và đây là cái điều kiện để chúng ta đánh giá xem là có thỏa mãn hay không, có vested hay không thì mới áp dụng chi trả cái share based arrangement này nhé. Rồi, ghi nhận như nào? Đối với cả share based payment thì chúng ta có cash settled share based payment thì chúng ta sẽ ghi nhận tại thời điểm chúng ta chi trả, được chưa? Và ghi vào nghĩa vụ chi trả. Nhưng mà với equity thì mình sẽ phải tăng vốn lên, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải tính lại. Tăng vốn nó rất là phức tạp với kế toán, bởi vì sẽ còn phải tính lại, ví dụ như là tính loại EPS và diluted EPS xem là nó bị pha loãng như thế nào. Đó, thế thì ở đây mình sẽ có thấy những cái vấn đề phần phát sinh trong cái việc ghi nhận này. Thứ nhất là phát sinh tại cái thời điểm nào thì chúng ta ghi nhận, thời điểm chúng ta hứa hay thời điểm lập báo cáo hay là thời điểm chúng ta thực hiện, đúng không? Thì mọi người nhớ rằng là đây là chúng ta sẽ nhận tại thời điểm thực hiện, khi nào chúng ta chi trả. Bởi vì thông thường cái share based payment này ạ, bởi vì nó liên quan đến nguồn vốn hoặc là liên quan đến nghĩa vụ phải trả thì phải chắc chắn, như là người ta đã thỏa mãn điều kiện thì tôi mới ghi nhận. Nó khác với cả cái matching ở trên mình nói là IS19 á. Ở IS19 ý ạ, thì bởi vì chúng ta đã hứa rồi và chỉ phụ thuộc vào thời gian làm việc thôi, phải không? Còn ở đây ý, thì đã có những cái điều kiện, ví dụ như là đấy, giá cổ phiếu tăng lên hay là doanh thu tăng lên hay là lợi nhuận đạt tối thiểu bao nhiêu thì chúng ta phải có cái những cái điều kiện bên ngoài nữa. Đó. Thì tại thời điểm nào mà chúng ta đủ điều kiện để ghi nhận mình mới ghi nhận. Thứ hai là mình phải lại ước tính cái số lượng share based payment sẽ ghi nhận đến cuối thời điểm các cam kết được thỏa mãn. Nghĩa là ở đây á, mình sẽ nhìn thấy là cái không phải toàn bộ tất cả những cái người mà mình hứa đều đạt được cái 12 tháng đó, đúng không ạ? Để đạt được cái điều kiện mà mình đưa ra thì nó lại quay lại giống câu chuyện IS19 ấy, là mình sẽ dùng actuarial assumption để mình tính, được chưa? Và cái thứ ba là tính cái giá trị trung bình của các dịch vụ nhận được để ghi nhận. Các dịch vụ nhận được ở đây nghe dịch nó hơi, mình dịch ra nó hơi không xuôi lắm á. Có nghĩa là mình nhìn thấy là có thể là mình trả bằng hàng tồn kho, mình trả bằng tiền, đúng không ạ? Và nếu như mình trả bằng các cái khoản cho vay vân vân thì nó cũng lại có fair value đấy ạ. Thì đấy là cái vấn đề là chúng ta sẽ ghi nhận bao nhiêu. Đây ạ, mọi người sẽ nhìn thấy là đây là equity settled share based payment, nghĩa là nếu như người lao động ở đây nhá, chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ trả cho họ cổ phần cổ phiếu, đúng không? Còn chúng ta nhận lại được là họ làm việc cho mình, đúng không? Đấy ạ. Thì cái giá trị mà chúng ta đưa ra một cái con số, một cái share, một cái option thì nó sẽ phải có giá chứ, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là mình sẽ tính cái gì? Thứ nhất này, tại cái thời điểm mà nhận nhé, tại cái thời điểm mà điều kiện thỏa mãn thì cái giá trị fair value của cái dịch vụ họ cung cấp cho mình là bao nhiêu? Ví dụ như là bây giờ mình bảo là cho họ 10 cổ phần chẳng hạn, nhưng mà 10 cổ phần để nhân với giá nào? Đấy ạ. Thứ hai đấy là tại cái thời điểm, nếu như mình không thể nào ước tính được tại thời điểm nhận thì mình sẽ dùng cái thời điểm gì ạ? Dùng cái thời điểm mà mình thông báo để mình tính ra cái giá trị, ví dụ như là thôi thì 10 cổ phần thì tôi cứ tính giá ngày hôm nay đi, đúng không ạ? Để tôi ghi nhận một cái nghĩa vụ nợ. Đấy là the measurement. Nếu mà đến thời điểm mà thỏa mãn rồi thì tôi sẽ ghi nhận toàn bộ, đúng không ạ? Đó. Nếu mà tôi phải chi trả ra thì sẽ ghi nhận toàn bộ. Còn trong trường hợp mà không ghi gì cả, nghĩa là họ không thỏa mãn điều kiện, không đủ 12 tháng, hay là doanh thu không đạt, hay là lợi nhuận không đạt, thì tôi sẽ ghi nhận, tôi sẽ dọn giảm tất cả những cái đấy đi, tôi sẽ không ghi nhận gì cả, mà chỉ ghi nhận khi nào mà đủ điều kiện ghi nhận thôi, đúng không ạ?
Nhưng nếu như trong trường hợp vừa nãy cái ví dụ của chúng ta là 12 tháng, nhưng trong trường hợp mà nó nhiều năm thì sao ạ? Ví dụ như là nếu mà làm việc 3 năm thì sẽ được được tặng cổ phần của công ty. Đấy. Nếu mà làm việc 3 năm thì sao ạ? Thì nó lại quay lại hơi giống với cả IS 19 là cái quãng thời gian 3 năm này này. 1, 2, 3. Đúng không ạ? 24 tháng thì tôi đợi đến lúc nào mà tôi thanh toán, tôi chi trả. Đúng rồi. Nhưng bây giờ nếu mà là 3 năm, ví dụ như năm nay là năm 2021, 2022, 2023. Đây ạ. Ngày hôm nay, đâu đấy ở đây. Tôi hứa là đến năm 2024, nếu anh chị vẫn làm việc với tôi, thì tôi sẽ tặng cổ phần cho công ty cho anh chị. Đấy ạ. Thì lúc này mình sẽ phải tại cái thời điểm này mình sẽ phải tính ra cái fair value của share based payment đúng không ạ? Và cứ mỗi một năm chúng ta thấy cái điều kiện vẫn thỏa mãn thì tôi bắt đầu phải accrue đúng không ạ? Tôi sẽ phải trích trước ạ. Còn nếu mà lúc nào mà nó không thỏa mãn thì thôi tôi tính lại thôi đúng không ạ? Tôi tính lại cái ước tính của mình thôi ạ. Như vậy mọi người thấy rằng là IFRS 2 và IAS 19 giống nhau ở một chỗ là đối với cả các cái cam kết, đối với cả các cái thỏa thuận mà nhì kéo dài nhiều năm thì mình sẽ phải ước tính bằng actuarial assumption. Và vì tôi dùng actuarial assumption cho nên kế toán nôm na là mình sẽ dùng một cái tài liệu từ bên thứ ba cung cấp cho mình để mình hạch toán chứ không phải là chúng ta có thể tự tính được. Và trong chuẩn mực hướng dẫn là nếu mà có thể là cái phương án tốt đẹp nhất là xin mời mọi người hãy tính cái giá trị tại thời điểm được nhận. Còn nếu mà không thể được thì có thể quay lại tính giá trị tại thời điểm mình grant, nghĩa là mình nói ra ấy, mình đưa ra cái cam kết này. Đấy là với cổ phần cổ phiếu thì phức tạp đúng không ạ? Với tiền thì dễ hơn. Tuy nhiên với cái phần tiền ấy, thì mình sẽ tính bằng cái gọi là option pricing model. Nghĩa là mình sẽ tính ngược lại cái giá trị tại thời điểm mà mình hứa rằng là sau 3 năm nữa mình sẽ tặng cho người ta cái số tiền đấy thì chiết khấu về thời điểm hiện tại ấy, theo dòng tiền thì nó sẽ là bao nhiêu. Và mỗi một năm tại ngày báo cáo tôi phải tính toán lại. Đấy ạ. Thế thì đấy là toàn bộ cái hướng dẫn ở trong IFRS số 2. Đây cũng là chuẩn mực mà khó bởi vì là khó thứ nhất là nó liên quan nhiều đến cái mô đồ về tài chính á, như là option pricing model hay là tính present value của goods and service. Thế nên là thông thường thì sẽ có riêng những cái báo cáo để tính toán cái share based payment này đúng không ạ? Ở Việt Nam thì mình chưa áp dụng cái này ạ. Rồi có thêm một cái câu hỏi nữa, một cái câu hỏi thảo luận nữa đấy là mọi người bây giờ mình đang chia cổ phần cho nhân viên theo IFRS số 2. Vậy nếu mọi người nghĩ sao ạ? Nếu như tôi phải trả cổ tức cho employee, nghĩa là bây giờ mình chia cổ phần nữa đúng không, sao bây giờ mình phải trả cổ tức cho họ? Mình sẽ tính toán cái cổ tức đấy như thế nào thì thông thường là mình sẽ phải như bản thân mình ạ, là mình hay break down ra, ví dụ như là tình huống là mình có chi trả đúng không ạ, cứ nói đến câu chuyện chi trả nhưng mà chi trả này là chi trả dividend đúng không ạ, thì mình sẽ tách ra là chi trả cổ tức đúng không ạ, thì mình sẽ chia sẻ ra là đúng ra chi trả cổ tức là bút toán của mình sẽ là gì, nợ và retaining đúng không ạ, là phần vốn đúng không ạ, đấy ạ, và có vào phần phải trả hay là phần tiền gì đấy đúng không? Ok chưa ạ? Đây là chi trả nhá. Thì đây là giảm giảm phần vốn, giảm phần lợi nhuận lại đúng không ạ? Thứ hai là với cái phần cổ tức này ạ thì mình được hiểu đây cũng là một phần gọi là profit sharing đối với cả công ty đúng không ạ? Thì lúc này nếu như tôi quan niệm đây là profit sharing nhá, thì cái chi phí mà tôi ghi nhận nó sẽ đi vào cái chi phí, nghĩa là tôi sẽ không phải là chỉ là nợ đơn giản là nợ 421 mà tôi hãy nghĩ rằng nếu như có thể thì cái phần này ạ có nên đưa nó vào cái phần defined benefit plan của tôi hay không, nghĩa là đưa vào phần employee
benefit hay không. Bởi vì tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện này ạ? Bởi vì đây là một cái loại cổ phiếu không bình thường, bởi vì lúc nếu như mà cổ phiếu đối với cả cổ đông bên ngoài thì chúng ta chi trả, chúng ta phân chia lợi nhuận đúng rồi. Nhưng ở đây á, là chúng ta chi trả nằm ở trong cái employee benefit, đúng không ạ? Cho nên trong chuẩn mực 19 có hướng dẫn là nếu mà là chi trả cổ tức cho nhân viên đã được hưởng share based payment của ở IFRS số 2 thì lại phải hạch toán vào cái quỹ employee benefit chứ không phải chỉ hạch toán về T&E bình thường. Như vậy có nghĩa là nó phức tạp hơn chúng ta tưởng, là nếu như chúng ta offer cổ phần cho người lao động và hàng năm chúng ta chi trả cổ tức thì cái bút toán chi trả cổ tức của chúng ta lại không chỉ là chi trả cổ tức thông thường mà phải tách ra là chi trả cổ tức cho cổ đông bình thường, đúng không ạ? Cổ đông hiện hữu và chi trả cổ tức cho cổ đông là nhân viên. Được. Là cái mà mình muốn nói với mọi người, đây là cái phần payment of dividend này chính là cái đường link giữa hai cái chuẩn mực IAS 19 và IFRS số 2 về share based payment. Rồi ạ, à, như vậy là mình đã trình bày xong hai cái chuẩn mực là IAS 19 và IFRS số 2 share based payment. Mình cũng biết là trong cái 6 cái buổi học của chúng ta thì mọi người còn có rất nhiều những cái câu hỏi nữa. Thì bây giờ đến lúc mọi người có thể hỏi bất kỳ gì. Tất nhiên mình không biết là mình có trả lời được hết tất cả mọi thứ không, nhưng mà nếu mà mình có khả năng câu hỏi mà có thể trả lời được thì mình sẽ trả lời luôn ạ. Trong 6 buổi học thì chúng ta đã cùng nhau, mình nghĩ rằng chúng ta đã cùng nhau tìm thấy một số thứ mà chúng ta trước đấy chúng ta chưa có. Ví dụ như là ở IFRS số 5, đúng không ạ? Chúng ta nói với nhau rất nhiều về doanh thu và chúng ta học toàn bộ tất cả nhóm chuẩn mực liên quan đến phần tài sản. Chúng ta học theo nhóm thì nó nhanh, đúng không ạ? Và sau đó thì theo yêu cầu của mọi người thì mình có bổ sung IFRS số 16, 15 và 16. Trong IFRS 16 ấy, thì chúng ta đã có một cái khái niệm, đấy là khái niệm gì nhỉ? Right to use asset, đúng không ạ? Và IFRS 16 thì mình cũng đã nói với mọi người là nó là một cái chuẩn mực rất là đặc biệt, nó vừa hướng dẫn doanh thu cho thuê, hướng dẫn ghi nhận chi phí đi thuê và hướng dẫn ghi nhận tài sản đi thuê, right to use asset, được chưa ạ? Như vậy và tiếp theo nữa là chúng ta cũng đã học về các cái nhóm tài sản liên quan đến công nợ. Trong đấy thì đặc biệt là chúng ta quan tâm đến provision. Asset thì có rất nhiều đúng không ạ? Chúng ta học cả chuẩn mực 16 này, chúng ta nói về chuẩn mực 16 và các chuẩn mực liên quan. Ví dụ như là gì nhỉ? Borrowing cost, IAS 40, IAS 38, đúng không ạ? Đó. Và chúng ta cũng đã học về về báo cáo. Đúng chưa? Và hôm nay nghĩa là 1, 2, 3, 4. Và hôm nay thì chúng ta học nốt về employee benefit. Gọi là hết từ tất cả chuẩn mực thì tất nhiên là không thể hết được. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta đi qua những cái phần tương đối là chính của hệ thống báo cáo và những cái phần mà chúng ta hay gặp. Đó. Thì không biết là sau 6 buổi học với 6 cái nội dung này thì mọi người có còn câu hỏi gì không ạ? Mọi người đừng quên, nếu như mọi người không biết mọi người đã biết thông tin chưa, nhưng mà tuần tới thì trong buổi tối thứ ba mình có một cái buổi về consolidation report và mình có share với mọi người ở trên một cái công cụ là Excel, thì nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người có thể tham gia, mọi người có thể đăng ký tham gia ở trên fanpage của mình. Rồi ạ, à, bây giờ là đến phần Q&A đấy ạ, à, mọi người có thể hỏi thoải mái ạ. Chị ơi, bữa trước Dạ. chị có hứa là chia sẻ cái tính mà cho IF16 trong trường hợp mà cái lãi suất nó tăng. À, à, đúng ạ. Cái phần mà nominal interest khác với cả effective interest đúng không ạ? Đúng. Rồi, em nhớ rồi ạ. Vâng ạ. Để em sẽ post cái file Excel lên group chị ạ. Tại vì là bây giờ thì em lại chỉ đang có handout của ACCA thôi. Thì nó hơi dài. Em cho lên Excel Vâng, luôn. em cho lên Excel.
trong trong trường hợp đó có khi nào là cái tiền thuê là nó tăng không ta, thay đổi không, hay là chỉ có cái phần lãi suất thay đổi thôi? Có chứ ạ, tiền thuê cũng có thể thay đổi, bởi vì là cái bảng tính mà chúng ta đang tính ạ, thì nó là một cái bảng tính dòng tiền, và khi cái bảng tính dòng tiền của chị thì chị sẽ có cái giả định, cái assumption về dòng tiền vào, đúng không ạ? Và sau đấy thì chị dùng cái lãi suất để chị chiết khấu với thời điểm hiện tại, cho nên cái dòng tiền vào là mình tự nhập ấy chị. À đúng rồi. Dạ, thì nó hoàn toàn có thể thay đổi. Ủa, nhưng mà chị thấy cái thuê tài chính của Việt Nam mình với lại cái F16 thì thấy nó cũng giống giống nhau, đúng không chị? Sorry mọi người ạ, chắc là do mạng mình bị out ra, mãi không vào lại được. Chị Hương đang hỏi em về 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 thuê tài chính đúng không ạ? Đúng rồi em. Em chưa nghe rõ câu hỏi vấn đề của chị. Dạ. Cái mà thuê tài chính chị thấy nó cũng giống giống như FS16 à. Đúng rồi ạ. Mình thật ra là Việt Nam mình đã áp dụng tương tự như FS16 rồi, bởi vì là thật ra ấy, FS16 ấy là effective từ năm 2013 cơ chị ạ. Nên nó đã được draft lần đầu IAS 17 ấy, thì đã nói đến financial lease từ trước rất lâu rồi, cho nên là tất cả các hướng dẫn của mình thì đã theo IAS 17 cũ ạ. Còn đến IFRS 16 ấy, nó chỉ có hai cái khác biệt với IAS 17 thôi. Một là lần đầu tiên người ta hướng dẫn cả bên thuê và bên đi thuê cùng lúc để hai cái để nó matching với nhau. Và cái thứ hai là giới thiệu cái khái niệm về right to use asset ấy ạ. À, cái đấy chị đọc kỹ lại cái chuẩn mực 16 thì em nghĩ là nó sẽ hữu ích cho chị trong cái phần mà hạch toán cái ERP của chị ạ. Bởi vì là nó có một cái khái niệm là right to use asset, tuy nhiên là bây giờ Việt Nam vẫn chưa được ghi nhận nhá. Chỉ là khi nào mà chị áp dụng IFRS thì chị có thể ghi nhận đấy là quyền sử dụng tài sản. Đấy ạ. Thì đối với cả những cái tài sản đi thuê mà không đủ điều kiện thì không được ghi nhận là tài sản cố định vô hình, thì mình có thể sử dụng cái khái niệm right to use asset ạ. Chị cảm ơn em. Dạ. Rồi ạ, các bạn khác, anh chị khác, mọi người có còn câu hỏi thắc mắc gì không ạ? À, chị ơi, em có câu hỏi này, chị giúp em xíu với. Em là cái đứa mà mới làm VAS thôi, chưa làm IFRS lần nào. À, nên thành ra là ví dụ như bây giờ em có một cái báo cáo VAS thì
các bước để em chuyển đổi nó qua IFAS là như thế nào nhỉ? Vừa trước em đã hỏi sơ về các bước mà chỉ có nói sơ, nhưng mà khi mà em thực tế vào làm thì em thấy nó bị bối rối, có nghĩa là đang có một cái DL, TP rồi PSPL như vậy, thì bây giờ em gỡ ở đâu ra để mà convert nó qua IFAS á? Thì chị nói cho em mấy cái bước cơ bản với. Chị thì chị sẽ không làm trên GL đâu. Bọn chị đã làm nhá, là bọn chị làm ở trên cái bảng đồ số phát sinh ý. Bọn chị gọi là trial balance. Nó là bảng đồ số phát sinh thì có phải là, đúng rồi, thì có phải là em có cái TB này, đúng không? Và trên cái TB này thì em bắt đầu phân nhóm ra. Phân nhóm nhóm theo số tài khoản ở theo số tài khoản. Và theo số tài khoản này thì tương ứng em sẽ có thêm cho chị một cái cột theo chuẩn mực gì. Ví dụ như là em có tài khoản đúng rồi, tài khoản 211 đúng không? Tài khoản 212 gì đó gì đó. Thì cái này là sẽ theo IS 16 chẳng hạn. Đầu tiên em phải nhóm như này trước. Sau khi em nhóm các cái tài khoản của Việt Nam, nó sẽ áp dụng theo những cái chuẩn mực gì ở đây, thì em sẽ đến một cái cột tiếp theo là cột các cái thay đổi, à các cái khác biệt chứ, xin lỗi, phải thay đổi mà hay khác biệt. Ví dụ như là cái này sẽ phải đánh giá lại. Nghĩa là em đưa ra cái action mà em sẽ phải làm nếu mà em chuyển đổi. Được chưa? Ví dụ như cái này sẽ là, ví dụ có một cái khác thì nó đủ điều kiện. Ví dụ như là lúc trước em đang để ở 142, nhưng thật ra nó đủ điều kiện để đưa thành tài sản chẳng hạn, đúng không? Thì em sẽ phải reclassify, em sẽ phải gọi là gì nhỉ? Phân loại lại. Phân loại lại nó thành tài sản cố định. Đấy. Thì em phải có một cái cột đưa ra tất cả các action mà em sẽ làm đối với từng cái chuẩn mực này. Bởi vì bây giờ cái cột bên này là cột tài khoản tiếng Việt, em đã biết nó là gì rồi, em đã dịch sang, không phải dịch mà là em đã phân loại nó vào các nhóm chuẩn mực theo IAS để em biết rằng đối với cả IAS thì hướng dẫn thế nào nữa. Thì em sẽ có cái action là em cần phải làm gì, đúng không ạ? Sau đấy tiếp theo nhá là đến phần bút toán, đúng không? Bút toán debit credit của em, ví dụ như em phân loại lại thì bút toán của em debit cái gì, credit cái gì, em viết hẳn ra. Đấy, và giá trị bao nhiêu. Ví dụ như trong kỳ nhá, 142 của em, trong 142 thì nó rất nhiều thứ đúng không? Có cả những cái phân bổ, những cái chi phí 3 tháng thôi, nhưng có những cái tài sản là em phân bổ và em phải, bây giờ em phải phân loại lại tài sản chẳng hạn, thì em sẽ ra được cái bút toán debit credit đối với cả cái việc phân loại lại này. Như bọn chị mới đi làm dịch vụ á, thì chỗ này là bọn chị sẽ nốt là một là bút toán gì, hai là bút toán gì, như kiểu là bút toán điều chỉnh ý. Bọn chị ở đây gọi là các cái adjustment, các cái điều chỉnh. Được chưa? Và mỗi một cái bút toán này thì bọn chị sẽ tham chiếu ngược lại. Ở đây chắc em chiếu là là ở đây là điều chỉnh phát sinh tăng và phát sinh giảm luôn đúng không? Chứ không phải là cái điều chỉnh số. Đúng rồi. Đang nói trên TB mà. Dạ. Đang nói trên TB là điều chỉnh tăng giảm ý, chứ không phải là điều chỉnh số cuối kỳ đâu. Ok, ok. Thì sau đấy em cộng với TB này, cộng với cả cái adjustment này, phải em làm cái TB mới, đúng không? Dạ. Thì cái TB mới đấy là TB theo IFRS, phải không? Dạ, đúng rồi. Sau đấy, em từ cái TB đã theo IFRS rồi, em xếp lên báo cáo. À, em hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ sẽ là, nói chung là đầu tiên là đi vào thằng TB, điều chỉnh số tăng và giảm của nó. Sau đó thì em sẽ phải phân loại, phân loại theo số tài khoản. Xong sau đó là sau đấy em xem cái nào ảnh hưởng IFRS. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Điều gì? Thì cũng phải quay lại qua thằng EL để xem là cái giao dịch trong trong tháng đó hoặc kỳ báo cáo đó. Xong sau đó điều chỉnh lại theo số mới thì qua được TB. Đúng rồi. Và cái này thì sẽ mới báo cáo. À dạ, thông minh quá. Đấy, em không biết là thì bọn chị làm trên Excel mà chị làm như vậy á. Là trên một cái TV của bọn chị nó rất là to. Bọn chị có rất nhiều cột ép thêm vào. Đấy, và thông thường biết thì đó, bọn chị sẽ làm bọn chị sẽ làm một sheet riêng cái điều chỉnh này, sẽ làm một sheet riêng. Thế xong rồi bọn chị chạy cho nó, thực ra bọn chị code xong rồi nha, bọn chị sum if cũng chả có gì căng thẳng gì đâu. Sum if trên cái dùng cái hàm sum if để chạy trên cái số tài khoản thôi, thì nó sẽ tự ra cái số sau điều chỉnh.
Dạ, cái đó thì em có cái form Ừ. chạy lên rồi, có TB thì em ra được, mà Ừ. căn bản là Ừ, cái là đầu đó. tiên thôi mà. À, cái thứ hai nữa là vậy thì do là cái nguyên cơ bản, cái basic để mà ghi nợ có thì IFIS và VAS nó khác nhau. Vậy trong một số cái thì nó đã có supporting document rõ ràng rồi, có một số cái thì nó không rõ thì mình có cần chuẩn bị thêm supporting document cho nó không ạ chị, hay là chỉ là giả định thôi, tại vì Có nó chứ. cũng là Mình dạ. thứ nhất là có hai cái, một là ví dụ như về số tài khoản chẳng hạn, thì nếu như theo IFRS thì có nhiều tài khoản của mình sẽ bị nhóm lại với nhau, nhưng mà tuy Dạ. nhiên thì IFRS người ta không có hệ thống tài khoản, nên là em cứ giả định luôn là em áp dụng cái hệ thống tài khoản của em thì cũng không sao cả, đúng không? Dạ. Thế nên đấy là Dạ. lý do vì sao mà mình làm được cái cách này. Cái thứ hai là với các cái supporting document thì Rồi mỗi một ta cái bảo điều mày chỉnh này lấy của cái tấm móc chân cho ta mày lấy em đều chung. phải có supporting document riêng Em đó. Ví dụ như là em phân loại lại thì em cũng phải có cái bằng chứng là tại sao em được phân loại lại, thôi nó thỏa mãn cái điều tại kiện mày gì ở tìm trong được thì FAS. tao cũng mà đến mùa hôm Dạ. miếc Thì thông thường là bọn thì chị tao luôn cắt luôn là móng chuẩn chân bị rồi các cuối cái cùng supporting tao document, tự ví dụ vặt giải thích rồi cho khách hàng chẳng hạn, để khách thì hàng biết được là tại sao bọn chị đưa ra cái đề nghị cái điều chỉnh đó. tao không đưa được chân Dạ. lên mồm Vậy là lúc đó. làm cũng phải vất vả lắm chứ không phải là đơn giản mà chạy ra được đúng không? Sẽ phải có nhiều Ừ, cái đúng sheet rồi. chuyển đổi rồi nốt rồi là kỳ này kỳ kia rồi sẽ phân loại lại rồi tính toán lại, nói chung là sẽ Và có lần nhiều nào nhiều cũng phải nhiều làm bước. như thế. Ví dụ như À là dạ. ví dụ như nếu như mọi người định là làm báo cáo theo quý chẳng hạn, thì quý nào cũng phải làm việc này. Tuy nhiên thì sau khi mà làm thì em sẽ biết là mỗi một công ty, mỗi một đơn vị thì chỉ có vài tài khoản là có sự khác biệt thôi, thì mình sẽ chỉ tập trung vào Dạ. những cái tài khoản khác biệt thôi. Dạ. Dạ, em hiểu rồi. Ừ, em hiểu cái cách làm thì em sẽ nghiên cứu sâu vào từng cái mục á, thì khi đó em Ok. mới dạ, em cảm ơn chị nhiều. Thôi ạ, có còn câu hỏi gì nữa không ạ? Mọi người không có câu hỏi gì nữa ạ? Nếu mọi người không có câu hỏi gì thì chắc là hôm nay mình sẽ nghỉ sớm ở đây. Mình sẽ gửi lại lên group cái bạn Minh nói là bạn Minh muốn học F8 cho mình, tại vì là revision note của chị muốn F8 cũng không có gì mấy, bởi vì là chủ yếu F8 là môn mà chị phải chữa bài cho mọi người thôi. Nên là F8 thì thực ra là chị đang đang dạy đấy, thì em nhắn riêng cho chị ở trên Facebook xong chị sẽ gửi cho em link vào 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 mà học cùng các bạn, với các bạn đang học khoảng 2 buổi rồi. Nhưng mà 2 buổi này cũng chưa có gì lắm, vẫn là khá là ban đầu, chắc là em bị miss bởi vì chị chỉ post trong một group mà các bạn học ACC thôi. Rồi ạ, mình đang nói dở rằng là tuần tới thì mình có một cái buổi một cái free webinar về về consolidation report in Excel, thì một lát nữa mình sẽ gửi cái link cho mọi người và mọi người đăng ký sớm nhất, bởi vì mình chuẩn bị đóng link rồi, bởi vì là đã gần 100 người rồi. Nên là chắc là mình sẽ phải đóng link sớm, cho nên là lớp mình thì mọi người sẽ mình sẽ gửi link riêng để mọi người đăng ký riêng ạ. Rồi ok ạ. Sau 6 buổi học thì mặc dù là chúng ta đã chia cái kế hoạch của chúng ta rất là rõ ràng, và cũng nhưng mà tuy nhiên thì cũng còn rất nhiều các cái câu hỏi bên ngoài đúng không ạ? Nhưng mà rất là may là chúng ta cũng đã có một cái group Facebook để trao đổi với nhau, cho nên là trong trường hợp tiếp theo, nghĩa là kể cả sau khi học nhá, mọi người có mong muốn trao đổi về các cái vấn đề chuyên môn liên quan đến IFS thì mọi người vẫn tiếp tục sử dụng cái group đó để trao đổi và hỏi mình, cũng như là để các bạn khác, các anh chị khác có kinh nghiệm hoặc là có hiểu biết thì có thể chia sẻ. Thật ra cái group này thì đây là lớp đầu tiên mà mình mở cái group này. Ở những cái lớp tiếp theo thì mình cũng sẽ add các bạn mới vào trong cái group này để mọi người có một cái community, một cái cộng đồng để cùng nhau trao đổi ạ. Cho nên mọi người cứ giữ cái group đó, mình leave group sau khi học xong ạ, để nếu mà mọi người có cần trao đổi gì thì còn có một cái chỗ để chúng ta cùng trao đổi. Thật ra có nhiều câu hỏi hay lắm, ví dụ như là
Nhưng mà đợt này mình hơi bận, mình chả viết được để mà phân tích. Ví dụ như đợt vừa rồi mình vừa mới học đọc được một cái bài article về ghi nhận cái tiền Bitcoin, các công ty mà đầu tư Bitcoin ấy, thì cái giá trị của cái Bitcoin đấy được ghi nhận trên mặt tài chính thế nào, thì cũng rất là hay. Thì mình hy vọng là trong mấy 1-2 tuần tới mình đỡ bận hơn, thì mình có dịp thì mình sẽ chia sẻ nhiều với mọi người hơn, và mọi người sẽ đọc các cái bài, các cái trao đổi đó, hoặc là mình gửi các cái đường link các cái bài viết hay để mọi người cùng trao đổi thêm ạ. Dạ, rất cảm ơn mọi người. Buổi học nào cũng tham dự rất là đông đủ và đúng giờ. Hôm nay mình được nghỉ sớm nhưng mà mình vẫn còn học với nhau buổi thứ ba nữa. Cho nên hẹn gặp lại mọi người vào buổi thứ ba tuần tới ạ. Xin cảm ơn cả nhà.